Sao mời ông Bùi Trung Hiếu này không được nhỉ? Anh em bay sang nick của anh Bùi Trung Hiếu bảo khách nhà cái mời anh em ơi. Nhà sáng tạo này đang phát live cùng khách à? Anh em bay sang nick của anh Bùi Trung Hiếu ạ. À. Cảm ơn mây nhá. Anh em bay sang nick của anh Bùi Trung Hiếu, bạn anh trường con mà nghiêm ơi tha cho anh ấy. Đang live chi đấy bạn là anh ơi, tắt ghế đi để cho khách xuống ghế đi để khách nhà cái mời nói chuyện đi. Chào anh Hello nha. Bây như này, em cảm ơn này, bây giờ như này này. Tôi là ngoài những anh chị em trong gọi là dưới dòng của móm nhá. Tú Dương này đợi cho nó view cao lên rồi hôm nay. Em chào anh Hải Sa Pa nhá. Ui trời. Sư huynh nắm tiền nhiều của buôn may bán đắt là sư huynh, thằng em ốm này. Thằng em ốm bệnh tật đây, sư huynh không cho thằng em đồng nào để chữa bệnh chết giờ. Anh Hải Sa Pa đang vào xem mọi người ạ. Em đây anh Hải ơi. Sư huynh người gốc Phú Thọ nhưng mà bây giờ là nhập quốc tịch Sa Pa rồi mà thằng em nó ốm mà không đỡ đần đồng nào, em buồn quá. Em thì em chưa bao giờ có cái gì với anh cả, anh em mình quý nhau thôi. Nhưng mà anh Hải ạ, em chúc anh ở đây luôn mạnh khỏe, bình an may mắn, làm ăn hồng phát thuận lợi. Ok bác Hải Sa Pa quốc tịch Phú Thọ nhá. Cái thằng Tùng Dương này vừa live stream nó đã mời, phải cho nó lên view rồi đã mời. Ông chủ Khánh à. Ôi trời ơi, nó sập live bây giờ. Ôi, nó sập live bây giờ đây này. Được rồi. Không. Không sợ sập live anh. Anh thở khói ra ngoài. Nhưng mà anh bú vào như thế là nó cũng bị rồi, ảnh hưởng rồi. Mấy anh như này, báo cáo tình hình bác là thằng em Khánh đang gặp cơn bão bệnh. Anh chắc cũng nghe thấy rồi đúng không? Lưới trắng toát này. À. Rồi ok. Sắp chết rồi. Chết là chết thế nào được. Anh thích thì em chụp cho anh cái giấy tờ bệnh tật luôn. Thì bây giờ là ý là ngày xưa năm ngoái anh cũng mừng tuổi em 2 triệu. Tết năm nay thì chưa mừng đồng nào. Cộng thêm dồn cả cái tiền cho em chữa bệnh thì bác tính là bao nhiêu? Bây giờ cứ không phải nói trình bày nhiều rồi, tí nữa cứ nhắn cái số tài khoản ấy qua cái nhắn số tài khoản ấy qua cái em chào anh Hưng chưa? Tôi anh Hưng chưa anh nào? Gọi là dép nào à? Gọi dép nào? Anh ơi. Mày cứ ơi. Anh em lên hai từ đẳng cấp tặng bác Hiếu ạ. Gấp nào ấy chỉ có gọi là 10 giây là có tiền cả nhà nhỉ. Tí nữa là thằng em Khánh sẽ nhắn tin anh qua TikTok trước, bởi vì là em chỉ sợ là nào các bác đấy cho anh cái điện thoại trên ô tô đây cái điện thoại đấy, chứ anh nhắn cho em nhá, anh nhắn cho em nhá, anh nhắn lại cho em nhá, vì em không tìm thấy cái gấp nào của anh ấy. Còn bây giờ là Tùng Dương này vừa mới live stream đã mời rồi, để tôi xin anh Hiếu cái tiền chữa bệnh á. Xong là bây giờ như này, anh bây giờ vẫn anh Nghiêm bây giờ là đàn em của anh rồi đúng không, là thân với nhau rồi đúng không? Anh nhắn nốt anh Nghiêm là Khánh nó đang ốm, thì anh bảo anh Nghiêm xem hỗ trợ được bao nhiêu thì cũng hỗ trợ luôn tiện. Em ơi, cả nhà tâm gì chứ tiền cả thì đơn giản nhà yêu ạ, phút mốt tiền anh còn đi ở răng Rover, cả nhà yên tâm bắt được ngay, cả nhà yên tâm chuyển được ngay hả? Thế tối nhá Tùng Dương nhá, cả nhà yên tâm. À, kiểu cười một điệu he he he, em thích cái điệu cười quá. Tiền dễ xin nhỉ, đang ốm. Anh nhắn lại cho em đi, bởi vì là em không tìm thấy cái nick dép nào của anh cú của anh nữa. Cả nhà yên tâm, anh Hiếu chuyển ngay mà. À mà anh, nếu mà anh là bản thân của anh Trường Con thì anh cũng chuyển nó hộ lốt cái phần của anh Trường Con, vì hôm nọ anh Trường Con cũng biết em bị bệnh.
cái máy của trại anh điện ra ấy, anh bảo là anh thì anh trong đây anh không làm ăn có tiền thì em liên lạc được với Bùi Trung Hiếu bạn anh thì cứ bảo nó gửi cho anh 2 triệu, ứng cho anh 2 triệu về anh giả. Anh Đấy ơi, đấy, đấy, em đây, tập trung vào em đây. chuyên môn. Em đang dùng ngân hàng gì? Thế nhưng mà anh đang nhắn tin đang đâu mà em nhắn cho anh được? Đọc luôn ở trên này. Cô đọc cái này supply anh trêu em à? Không sập, không sập. Đọc 3 câu sau đây lại chuyển chuyện, sau lại đọc tiếp. Bây giờ bố nha, bây giờ Ngân hàng gì? bố Ngân hàng gì? không Vietcom. Vietcom gì? Rồi, ok. Bây giờ như này, anh bấm vào cái trang cá nhân của em ấy, TikTok của em ấy là có số rep nào đấy, có rep nào ấy, xong anh nhắn có kết bạn đi em gửi cho anh đi sáng, anh trêu em, anh làm cho sập nick này mai em đi xin anh em làm sao được. Không ấy, đọc 3 câu xong mình lại ngừng bỏ đi chứ. Thôi 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 anh ơi, bỏ kiểu đi nó bóp tương tác anh ơi. Bóp thì Bây giờ anh sao? cứ này, anh bấm vào cái nick của em đi, nick bấm vào khánh gia cây sát bắc ấy, nó có cái dép nào ở danh sách phát số và hồ số sơ đấy. số số dép nào là số nào? Thế bây giờ anh bấm vào cái nick TikTok của em là nó ra mà. Cái nick TikTok đăng này này. Bấm vào là Đâu có. Đấy có dép không nào có ở dép hồ sơ nào, đấy. không Sau anh gửi kết bạn có. đi. À đây đây Có. đây đây đây, nó có Anh mấy số 6 đuôi này đúng không? đúng rồi, đủ 10 số đấy. Anh đừng đọc nó sập nai, có mỗi cái này em còn đi xin tiền thì anh làm nó sập gì thì em bắt đấy anh 200 triệu anh có giả được không? Đấy, lại gây cái gì đây? Chưa có ý kiến một biểu cảm cái gì đây này, bị làm sao đây này? Cảnh báo rồi đấy. Gây hại sức Đâu khỏe. mình còn đã, mình đã làm gì đâu nhỉ? Vừa đấy Nhỉ? anh uống nước điếu Không. cày gì ấy. Đấy anh gửi kết bạn cho em đi. Anh gửi các bạn cho anh nhắn tin nhá. Dép nào đấy? Có ấy đâu, Anh ơi, có cái thằng tin tin này nó gửi cái số nên anh tắt tiếng nó đi, không nó anh không có nghe này. được. Anh Hưng xe duyên đang bên anh đúng không? Đây thiếu số. Đây Thiếu có thì tôi 8 bây giờ như đứa này. của Zalo Anh có Hưng này. rồi. Anh Bé Hưng. ơi. Có rồi. Em Đây có đây, em Zalo gọi của em gửi cho anh Hưng nhá, xong anh Hưng lấy mấy một chuyện. Khổ lắm. rồi. Đúng rồi. Anh có Zalo Đâu anh của Hưng? Khánh không ạ? Đừng đọc tên ứng dụng. Đừng đọc tên ứng dụng nó sập này. Anh tắt tiếng cái thằng là tin tin này, nó comment cái số lên đây này. Em gửi rồi, anh cho anh cái số tài khoản đi, anh đưa cho anh xem tin nhắn đi, anh chuyển rồi thì cần phải tắt nữa, người ta có bấm làm gì đâu mà cứ bị nói nhiều Nó tắt không cái ra đấy. số rồi chứ. Số số thì bây giờ anh hiểu chuyển khoản rồi thì người ta bấm làm gì nữa, người ta cũng chỉ muốn giúp để cho anh hiểu nhìn thấy số đấy chứ. Nhanh còn kịp, nhanh lên rồi chị sẽ quần. Bây giờ này anh hiểu là anh trường con nó nói anh điện ra hỏi thăm em thì anh bảo là nếu mà em gặp Bùi Trung Hiếu thì bảo là chuyện giúp anh ứng cho anh 2 triệu cái phần của anh thì trường con, bởi vì là anh trường con anh trong đấy anh không có tiền, bao giờ anh ra anh giả. Bây giờ nhá, trực tiếp trên live nhá, anh không chuyển 10 mét này hơi căng đấy anh ạ, là có vẻ là anh em nó cũng gì đấy, chuyện cả phần của anh Nghiêm đấy nhá anh nhá. Luôn. Đọc con hầu của mày. Lên Cái nào. chuyện đi toàn chú anh em, bao giờ mai sau mà bác thấy thì em lại giúp, xong chụp trong cái bill nhá, gặp lại ông nhầm nhầm trong người khác thì chết. Có cả tiền mốc à, tiền mốc không cho đâu, Nó thật đi này. bo cái chị nào. Mày xin tiền vào nào thế à? Nào gì đâu. Đã kiểm tra Em chào anh Nguyễn Thế Tùng nhá. Em chào anh Nguyễn Thế Tùng. Cho em 6 triệu. Có người vừa cho 6 triệu anh em ạ. Thế mới đẳng cấp. Không biết làm bill như nào. Chắc được. tiền khi lại giàu. Này. Anh Nguyễn Thế Tùng vừa cho 6 triệu này. Đủ đây.
anh viết ở dưới là chỉ cần viết mỗi chữ là anh Hiếu thôi nhá. Anh Nguyễn Tất Tùng vừa cho 6 triệu mổ gan này. Bây giờ như này, anh làm nào anh làm, anh cứ chuyển cho chủ bưu cho em anh ạ. Tặng, anh viết chữ tặng cho nó uy tín. Vâng anh ơi, anh cho em tên tuổi quê quán này để em còn làm video em cảm ơn anh trên TikTok nha anh nhá. Chắc là đúng đấy. Nhưng mà bưu này là bưu thật đâu anh em. Mình thì mình chưa biết được. Bưu này là bưu thật không? Anh nhà không gì ngoài đất và tiền, xong rồi Khánh ơi. Bao nhiêu anh ơi? Quay đi. Ôi anh đừng dơ sắp lại của anh ấy. 20 triệu. 20 triệu. Chú bưu cho em, gửi anh Hưng chú bưu cho em. Đó, anh Hưng. Anh Hưng chú bưu gửi em đi. Anh gửi qua Hà Nội. Đừng đọc tên ứng dụng khác. Chú đây nào. 20 triệu thật à? Bốn thằng sòi đi. Chắc 20 triệu thật anh Hiếu ok mà. Anh Hiếu bên em Khánh vậy ok mà. Vâng anh ơi, anh gửi cho Khánh rồi đấy. Em còn làm video em. Anh Việt Ngọc Bắc Giang à. Anh Việt Ngọc Bắc Giang cho em Khánh 6 triệu nữa. Ghi luôn vào. Đẳng cấp, anh Việt... cảm ơn Nam nhá. Anh em quan trọng gì đâu, bọn anh em anh chơi nhau không phải là vì tiền. Nhưng mà em đang bệnh thì em ấy thôi, bao giờ em làm được em trả lại anh nhá. Em vay thôi, hôm nay em vay thôi. Anh chụp cho em rồi đấy. Anh không có cho vay mà anh chỉ có cho tặng. Đẳng cấp. Quan điểm rất rõ ràng nhá, không bao giờ có cho vay. Dạ em không cảm ơn anh Việt Ngọc Bắc Giang ạ, cảm ơn. Nhưng tặng là có. Cả nhà nhá.